Hello, xin chào các bạn. Khi đi làm việc văn phòng thì chắc chắn các bạn sẽ cần một trong hai thứ mà mình sắp kể sau đây. Đầu tiên, đó chính là laptop và thứ hai, đó chính là PC văn phòng. Nếu như công việc của các bạn đòi hỏi sự linh hoạt, di chuyển liên tục thì chúng ta sẽ chọn laptop, nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng nếu như công việc của các bạn là làm việc văn phòng thông thường, giấy tờ và kèm theo đó chúng ta sẽ xử lý một số công việc và nó chỉ có ở mức tác vụ nhẹ thôi thì PC văn phòng nó sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Video lần này các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là PC văn phòng nó sẽ có những điểm nổi bật gì các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua một xíu về PC văn phòng đi. PC văn phòng là một dạng máy tính để cho những nhân viên văn phòng giải quyết những cái công việc văn phòng, ví dụ như là về sổ sách, hồ sơ, giấy tờ hay kể cả là về office. Và những cái phần mềm này thì nó sẽ không đòi hỏi chiếc máy tính của chúng ta cần có một cái cấu hình quá cao giống như là PC gaming. Nên việc mà chúng ta lựa chọn một cái chiếc PC văn phòng nó phù hợp với nhu cầu của mình thì nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể là lựa chọn sao cho là cái cấu hình này nó phù hợp với công việc của mình hay là không. Và nó chỉ có một cái mức chung như thế này thôi, và chúng ta sẽ có thể dễ dàng lựa chọn ở trong đấy. Vậy thì lợi ích khi mà chúng ta sử dụng PC văn phòng là gì? Đầu tiên đó chính là những linh kiện thì nó sẽ có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, đến từ những cái hãng uy tín, và chúng ta sẽ không phải sợ vấn đề đó chính là nó xuất xứ từ những pháp sư Trung Hoa thì vấn đề đó không có đâu nha. Kèm theo đó thì các bạn sẽ có thêm một cái thời gian bảo hành dài nữa, và có những linh kiện chúng ta sẽ có thời gian bảo hành tối đa lên đến là 36 tháng, hoặc đơn cử là giống như là cái bộ PC mình đang có ở đây thì có một cái thanh RAM ở trong này, nó đến từ hãng Kingston, thì chúng ta sẽ được bảo hành đến trọn đời luôn các bạn. Một cái thời hạn bảo hành rất ấn tượng luôn á. Chưa kể thì chúng ta sẽ còn nhận được những cái chế độ bảo hành từ những nơi bán nữa, ví dụ như là FPT Shop, thì các bạn sẽ không phải lo vấn đề là chúng ta sẽ bị bỏ con giữa chợ nha. Và với những bộ PC văn phòng như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cấu hình trải dài từ CPU Pentium, CPU Intel Core i3/10, Intel Core i3/12, hay chúng ta sẽ có những cái CPU mạnh hơn, ví dụ như là CPU Intel Core i5/10, Core i5/11 hay kể cả là Core i5/12 luôn. Đủ các cấu hình và phân khúc giá để có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của dân văn phòng hay kể cả là của học sinh sinh viên luôn. Và lợi ích thứ ba đó chính là về mặt hiệu năng. Nếu như một bộ PC văn phòng và một cái chiếc laptop chúng ta sẽ có cùng cấu hình giống như nhau thì hiệu năng của PC văn phòng nó sẽ mạnh mẽ hơn so với laptop. Bởi vì PC văn phòng thì nó sẽ có một lợi thế, đó chính là nó sẽ lấy nguồn điện trực tiếp. Và các bạn cũng biết rồi, ví dụ như hai con CPU cùng đời với nhau nhưng con nào ăn điện nhiều hơn thì chắc chắn con đó mạnh hơn. Còn về nhược điểm thì mình nghĩ đó chính là về cái phần ngoại hình không được bắt mắt như thế này. Và nói chung thì với những cái PC văn phòng thì chúng ta sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn về mặt ngoại hình giống như là PC gaming đâu. Chúng ta sẽ không có RGB, không có những cái họa tiết cắt vát gì cả, mà chúng ta sẽ có một cái ngoại hình hết sức basic giống như thế này thôi. Nhưng mà nói chung thì làm văn phòng mà, chúng ta cần gì màu mè đúng không? Và đó chính là những ưu và nhược điểm khi mà các bạn sử dụng PC văn phòng. Mà nói đến đây rồi á, mà mình không giới thiệu đến với các bạn cái bộ PC văn phòng đang có sau lưng mình đây thì sẽ là một cái thiếu sót rất là lớn luôn. Nó sẽ có tên là PC ePower Office 19 và nó sở hữu một cái cấu hình rất là mạnh mẽ để có thể giải quyết tốt những cái công việc văn phòng ở thời điểm hiện tại. Ở đây thì các bạn sẽ có thể tham khảo phần cấu hình của nó. Sử dụng CPU Intel Core i5-12400, 8GB RAM, 240GB SSD. Và kèm theo đó chúng ta sẽ sử dụng bộ nguồn 400W đến từ Color Master. Đều là những linh kiện đến từ những hãng uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì tại FPT Shop chúng ta sẽ còn có rất nhiều những mẫu PC văn phòng khác đa dạng về mặt cấu hình và kèm theo đó là đa dạng về mức giá luôn, để cho các bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu làm việc của mình nhất. Ví dụ như ở đây thì mình có bộ ePower Office 10 sử dụng con CPU Intel Pentium G6405, 8GB RAM, 128GB SSD và sử dụng bộ nguồn 250W. Hoặc nhu cầu của các bạn có thể cao hơn một xíu thì chúng ta có thể chọn bộ ePower Office 13 này, sử dụng con Intel Core i3-10105, 16GB RAM, 240GB SSD và sử dụng bộ nguồn 250W. Hoặc là nhu cầu của các bạn còn nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể chọn bộ ePower Office 19 này, sử dụng con Intel Core i5-12400, hoặc là ePower Office 17, sử dụng con Intel Core i5-11400, 16GB RAM, 240GB SSD và sử dụng bộ nguồn 400W. Đặc biệt khi các bạn mua PC văn phòng tại FPT Shop thì các bạn sẽ còn được chọn một trong hai khuyến mãi sau. Khuyến mãi đầu tiên đó chính là các bạn sẽ được tặng một màn hình công Samsung và nó đang có ở phía sau mình đây. Và màn hình này thì nó sẽ có kích thước là 24 inch, rất lý tưởng để cho các bạn có thể xử lý những cái công việc văn phòng. Đây là màn hình công đến từ Samsung và nó có thiết kế cực kỳ cổ điển, kết hợp với phần viền khá mỏng, chỉ 11,9mm.
Độ cong của màn hình này lên đến là 1800 radian, giúp cho góc nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng hơn rất nhiều, tăng cường độ sâu cho hình ảnh. Kích thước màn hình rộng 24 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền VA kèm theo rất nhiều công nghệ hỗ trợ, ví dụ như là AMD FreeSync, giúp cho trải nghiệm khi chơi game sẽ được nâng cao hơn. Bên cạnh đó thì màn hình này cũng cực kỳ tiết kiệm điện và được bảo hành lên đến 2 năm tại mọi trung tâm bảo hành của Samsung. Khuyến mại thứ hai đó chính là các bạn sẽ được trừ thẳng vào giá 3 triệu đồng. Đây là một cái mức khuyến mại hết sức hấp dẫn luôn. Ngoài một trong hai khuyến mại kể trên thì các bạn sẽ còn được tặng thêm một bộ combo quà tặng bao gồm chuột, bàn phím và USB Wi-Fi trị giá 469.000 đồng, giúp cho các bạn sẽ có thể sử dụng ngay mà không cần mua thêm một cái phụ kiện gì cả. Và với việc chọn một trong hai khuyến mại kể trên thì theo ý kiến riêng của mình nha, thì mình sẽ chọn màn hình đầu tiên, bởi vì nó sẽ là một cái món hời hơn rất nhiều so với khoảng giá giảm 3 triệu và chúng ta sẽ hoàn thành một cái bộ setup luôn, chúng ta sẽ không cần phải là tìm kiếm là một cái màn hình rời khác nữa, rất là mất thời gian. Còn các bạn có ấn tượng với những bộ PC văn phòng nào trong video này không? Thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.